Xin chào các bác, em lại về được có đôi onq đời cao đây. Con này chính là con 092T các bác nhá. Dòng này thì các bác có thể là nghe nhạc bolero hay là nhạc trẻ đều hay, bởi vì là con này được trang bị con bát ở đây, nó là bát 14.5 đấy. Đó đúng tiêu chuẩn của hãng là 14.5, và một con chép rất là cơ bản này. Chép này 10.5, nó gần bằng một con bát của dòng mini rồi. Đây là dòng mini nhưng nó là mini cỡ đại, dòng hay còn gọi là dòng bookshelf các bác nhá. Đấy, nó to bản. Chép là dòng chép đom nhá. Chép to bản này. Đấy, nó lụa. Từ kép các bác nhá, từ bát và từ kép, từ bát và từ tép, đây là dòng từ kép. Riêng có cổ từ của bát thì là được bọc kim loại 7 màu giảm nhiễu. Đấy, màng của bát ở đây là bằng giấy các bác nhá, bằng giấy và dòng vân cao su. Đấy, tép thì là dòng chép đom rồi. 092T các bác nhá. Đấy, hàng rất là xịn, chân găng chân kiếc là về đầy đủ này. Mặt tiền ok này. Đấy, góc cạnh đây. Đấy. Hàng bãi thì nói chung là nó này, cái chỗ này thì do quá trình di chuyển ấy, thì nó hơi bị một xíu này. Đấy, thì về có thể chấm dính keo, còn toàn bộ là em thấy nó còn rất là ok. Chất liệu vỏ rồi gỗ thì có yên tâm. Còn rất là tốt. Cầu loa thì là cầu móc chuối đấy, kiểu dạng chân siết trục này đấy, công suất là 70, chở khá là 4 ôm đấy. Hình thức thì các bác cứ nhìn qua thực tế nhá, em quay như nào có thế nào thì bán vậy thôi. Con này thì bình thường của nó ra ấy, thì giá sẽ là khoảng 1.700.000 một cặp. Tuy nhiên thì ở phía sau này đây nó cũng hơi bị một xíu, em cũng nói rõ ngay từ đầu nhé, đây nó bị xíu đây thôi, em bán xả luôn nhé, xả luôn cho bác. Đấy, giá là 1.380.000, mà giá là 1.380.000 xả nhanh cho các bác. Những con này thì các bác nghe nhạc gì cũng sướng các bạn, bởi vì bản thân nó là một con chép gom. Đấy, nghe rất là sướng, tiếng sáng lắm. Ok, sau đây em sẽ lấy một con công suất và em test thử các bác nghe nhạc luôn nhé. Về kích thước bát thì em đo rồi đúng không ạ? 14.5. Đo tiêu chuẩn của hãng, còn vỏ này, rộng 17 này, cao 29 này. Đấy, và sâu là 22. Vâng, em nghe thoảng một chút nhé. Đấy. Ok, thì đấy là em đo kích thước rồi, mọi thứ xong nhá, thì bây giờ em sẽ tiến hành test thử cho các bác xem nhá. Sau đây mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhá. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Cao xa lụa là gấm hoa vàng son, anh không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen, anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa, anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà lầu cao sẽ các em ơi có gì vẫn luôn vững bình. Anh tìm người yêu chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đau dám mơ. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, em ơi anh tìm người yêu thương mãi chanh xiêu, mãi đây cho dù rằng đời góc bé chân trời, cuộc đời bao ta vòng ba. Dạ vâng, vừa rồi thì các bác được nghe qua cái chất âm của nó. Hình thức thì em cũng miêu tả rồi, kích thước thì em cũng đo rồi.
chất âm thì các bác cũng nghe rồi đúng không ạ? Đấy thì bây giờ là mọi thông tin đặt hàng cứ gọi cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số các bác gọi cho em bất kể số nào cũng được. Vâng, em xin chào và kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyên Vũ Audio.